Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, tại khu vực ngã tư Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Lương Bằng, công tơ điện của Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã cháy, gây chập điện và làm mất điện toàn bộ khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Đám cháy lan sang các công tơ treo cùng cột điện và đường dây dẫn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đến chữa cháy, đồng thời cử cán bộ kiểm tra hệ thống rơ le tự động cắt điện của trạm biến áp khu phố Nhân Dục để đảm bảo chữa cháy an toàn. Mặc dù dây dẫn điện cháy và đứt rơi xuống đường nhưng không gây thiệt hại về người. Điện lực thành phố Hưng Yên kịp thời sửa xong trong buổi sáng, buổi chiều nay đóng điện trở lại. Ngành điện cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện hợp lý, đặt điều hòa ở 26 độ, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.